Dạ con xin chào cô chú, chào cả nhà. Ngày mới là con xin chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay mục tiêu là tự động lên chơi nhưng mà sợ bị la, cô chú không dám lên đi đi gì cũng về. Dạ ok. Nhớ đó là mục tiêu ơi, mục tiêu ơi, trời ơi ống như khúc khúc bánh mì thì cái chứ gì đó. Kìa 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 kìa, cô chú coi con ốc sên phá kìa. Kìa ơi, 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 kìa ơi. Nhìn thấy không? Kìa, con thấy rồi. Tiêu nó mắc cười quá à. Coi chừng cái xe của anh này cũng sợ lắm cô chú. Ông còn lạ lắm rồi, ông chơi chứ có được mạnh dạn. Ai làm bằng dây đó rồi? Đâu biết đâu. Nó sợ con lấy được chơi, nó lật đật chạy. Tiêu ơi, có Tiêu ơi, anh lớp dành đồ chơi con kiểu Tiêu. Lại dành lại, có Tiêu lại dành lại. Nhẹ nhẹ thôi cho em chơi nha Lót ơi. Lót ơi. Vẫn không quên đồ chơi nha cô chú. Lại mở lại nghe lại con mà vẫn không quên đồ chơi. Mấy công thần. Cái gì? Trời ơi thương quá à. Trai trôi. Đuôi bự ra mà chú, đuôi rất là chắc khỏe luôn ạ. Và biểu hiện sức khỏe của em rất là tốt. Cô chú có ốc tiêu rồi chú ơi. Ông đi mấy cũng lên ống chơi nè. Dê, dê mẹ. Ốc tiêu ơi. Ốc tiêu. Ốc tiêu ơi. Ok, ốc tiêu ơi. Giống ổ bánh mì di động thiệt chứ. Ủa mẹ, nó tròn, nó đều người luôn á, coi nè. Chú ơi, con lò ám. Ôi trời ơi, bóng lưỡng. Chạy chạy, anh làm em sợ. Mẹ, Ngân, Ngân đeo mặt nạ, cũng tiêu sợ chạy kìa. Kỳ dạo này sao chú không có thèm nhà đồ chơi nữa, giống như trưởng thành rồi đó cô chú ơi, hết thèm chơi rồi. Tiêu, con Tiêu ơi, phá rồi chú, phá rồi. Cái tuổi này là tuổi ngứa răng đó cô chú ơi. Ok ok ơi, ok ơi, đi ơi, đi ơi, chú có ông lớn nào, ông lớn không chơi chú. Khi trưởng thành rồi, khi giờ ta làm người lớn rồi, không làm chơi nữa. Đang ra dọc nước rồi mẹ. Ê, ê, đi ra dọc nước đi nha. Trời bị la. Đi dọc nước không mà ta ơi. Trời ơi, dạo này có chiêu gì hả con? Hả? Tự nhiên dạo này chơi dọc nước là sao? Cho ướt hết người, cho dơ hầy ra cái chiều hay sao á. Long Hải ơi, Long Hải đang đợi cho tên Long Hải. Long Hải ơi, biểu không? Long Hải, Long Hải, Long Hải ơi. Long Hải ơi, Long Hải, Long Hải ơi. Long Hải, Long Hải. Đau quá, à, cái gì vậy? Gãi rồi, gãi miếng. Anh Hải dễ thương lắm luôn chú.
Muội muội thương Long Hải gì sao? Trời ơi, cái ông dê. Con lết nhảy tạt 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 luôn. Tiêu ơi. Sao không dê? Này, nay dê ơi. Nay dê. Dễ thương. Long Hải, Long Hải ra rình Billy nữa cô chú. Ra đình Billy nữa. Chán cái này lắm cô chú ơi, ăn dành gái không à. Đó đó đó, ông này cũng vậy nè. Ông đến lớn từ từ hồi Long Hải. Sao đây? Đó. Sao vàng? Vàng ơi. Sao hả? Sao? Trời ơi, nguyên con gì nó đậu nè. Lớn đi chứ. Lớn mới. Trời ơi, dễ thương quá dạ. Làm gì vậy? Xạo hả? Xạo tôi hả? Sao hả? Sao hả? Ừ, sao? Dạy, kêu lộn ơi, kêu chú thấy không? Nằm ngửa ra, dễ sợ luôn á. Trời ơi, rớt ăn gặp rớt không ạ? Bố ơi. Ú, mập đi. Bố ơi. Đây nè, đây con kẹ đây của chú. Trời ơi, đen. Thương đen quá à. Thương ghê. Rồi dưới bờ này. Bờ bé bỏng của con. Cô Ly ơi. Ngồi gần cô Ly được của chú. Nhưng mà không, em không cho vuốt thôi. Bye. Thương bơ, thương. Thương nha. Hello. Bố ơi. Cô chú coi hai chị em nè. Bé bờ với bé ú mà ngày xưa mà con còn ngủ bên phòng này của chú. Là bé lượm với bé vàng ở dưới là chơi với mấy em ở dưới chơi lúc kia. Có nhà con chưa có nhiều mèo thì con nuôi hai em trong phòng. Hai đứa thương nhau lắm. Từ ngày mấy em đông rồi bé bơ nó cũng trầm cảm từ từ của chú. Đông quá em bơ nó nằm ngủ không mà nó ít chơi lại. Tội nghiệp bơ ghê. Nhưng mà hai chị em là lúc nào cũng nằm sát nhau vậy đó. Trưa nắng cũng vậy. Thương lắm. Cho hai con ở bụng đó coi. Hai con ở bụng coi. Con bụng ơi. Ôi trời ơi, dễ thương chứ ta. Cái bụng ai đẹp dữ hả thần. Bụng ai đẹp quá. Cô Ly ơi. Cô Ly. Cô Ly ơi. Mặt đẹp trai lắm. Đây nè, mặt chị này cũng đẹp lắm nè. Nhưng mà nó hơi tìm lây một tí xíu thôi. Này là công chúa lọ lem. Này là công chúa lọ lem. Lâm ơi. Lâm ơi. Á à, trời ơi, dễ thương dữ ta. Kêu tí là Lâm ơi. Em sợ hết luôn. Sao mà không hiếm con hả? Ừ, thương đen nha. Làm đen sợ luôn. Còn nghiệp ghê luôn á.
Dạ gì dạ gì dạ quản hả? Bị quản hả? Sao con ăn thiếp em? Ừ? Hả cô Ly? Giờ con cho mấy bé vô để con đóng cửa con chú. Tối rồi đi ngủ lên phải đóng cửa lại hết con chú. Xuống Chiêu Tài, xuống. Xuống nè, giờ hai ổng xuống. Xuống 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 xuống. Bơ đi vô. Bơ vô bơ. Vô. Vô bơ, vô con, vô đi. Vô vô. Ghiền cái gì mà ghiền nằm ngoài đây dữ vậy không biết nữa. Cô Ly vô nè con. Con hỏi hả? Vô nè. Mà lát con đóng cũng được thôi chú. Cũng không giỏi. Dạ con cũng xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã dành tình cảm yêu thương đến các bé và ủng hộ cho con. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con xin chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an.